Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi review một sản phẩm, đó là một cây son của hãng Hero Ranger. Son này sao mọi người? Sỏi son này là mã số là 05 nha. Tháng 4 năm 2026. Chất son của nó là son kem mọi người. Màu này thì là màu đây là khẩu trang 3 lớp dùng một lần và ngâm 100% giọt bắn chứa vi khuẩn. Màu đỏ đô, màu đỏ đô, màu nâu nâu mọi người ạ. Lớn hơn khoảng 99%. Mùi son thì khá là thơm nha mọi người. Mình khuyên là màu này chỉ những bạn trắng da mới dùng được nhé. Những bạn da nâu nâu không dùng được nha các bạn. Những bạn nào mà da trắng thì mới dùng được. Da nâu thì bỏ qua nha. Chất son của nó thì khá là mềm nha các bạn. Mềm, mịn. Nó là chất son kem nha các bạn nha. Màu của nó khá là tối các bạn, màu như màu mận chín. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm, đó chính là một chiếc bàn chải đánh răng Colgate cho mọi người. Đây là một bàn chải này lông rất là mềm nha mọi người. Đây. Màu sắc trông cũng rất là đẹp, nó có màu xám và màu cam nha mọi người. Son này thì nó cũng có khá là nhiều các loại màu khác nhau đó mọi người. Nên là mọi người chọn màu nào mà thích hợp với da của mình nhé. Màu son khá là thơm mọi người ạ. Chất son thì mềm và mịn. Cái hộp nhựa đựng này thì chúng ta có thể sử dụng để đựng đồ ăn, nước uống hoặc là một số các cái thứ đồ khác mà chúng ta cần lưu trữ. Đây là một cái loại dạng hộp để dùng để lưu trữ trong tủ lạnh. Đấy, chúng ta có thể bỏ hoa quả vào đây và đậy lại để tránh mùi bám vào. Nhưng mà cái này bị mất cái nắp rồi nên là mình không review được cái nắp của nó. Son này thì nó ở dạng cây nha mọi người, nên mọi người chỉ cần mở ra này, lấy một lớp son vừa đủ, xong mọi người để lại nhé. Mọi người nhớ là sử dụng xong là đậy kín nắp mọi người nhé. Đừng để hở nha mọi người. Đây
chào tất cả các bạn đã trở lại với channel review trên kênh YouTube của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tới đồ rất là thú vị. Như là cảm ơn đến đây là kết thúc của mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh YouTube của mình nha. Hoặc là độ xin chào mọi người.